Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách tỉa chân nhang, lau dọn cũng như sắp xếp ban thờ ngày 23 tháng Chạp để thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ. Để bao sái bát hương, lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang không phạm phải những điều đại kỵ thì bạn nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây. Tỉa chân nhang trước hay sau khi cúng ông công ông táo? Thông thường, các gia đình thường tiến hành dọn dẹp bàn thờ, ban thờ, phòng thờ sau khi cúng ông công ông táo. Việc làm này giống như dọn dẹp lại chỗ ngồi sạch sẽ cho các cụ sau một năm dài. Tỉa chân nhang hay còn gọi là tỉa chân hương khi dọn dẹp ban thờ là một việc rất quan trọng, cần được làm một cách thận trọng và thành kính. Không có quy định cụ thể nào về việc nên tỉa chân nhang trước hay sau lễ cúng ông công ông táo, nhưng thường mọi người sẽ tỉa chân nhang sau khi đã tiễn ông công ông táo về trời, với ý niệm ban thờ đã gọn gàng sạch sẽ sau khi các ông trở về. Người tỉa chân nhang thường là chủ nhà hoặc đảm đương việc cúng lễ trong nhà. Trước khi tiến hành tỉa chân nhang thì phải tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc, trang phục gọn gàng, tôn nghiêm, đặc biệt phải rửa sạch tay. Đặc biệt là phải rửa sạch tay, giúp tỉa chân hương để lại mấy cây mới chuẩn phong tục Việt Nam. Theo quan niệm của người xưa, để bắt đầu rút tỉa chân nhang thì gia chủ cần chuẩn bị lễ vật và thắp hương báo cáo, xin phép các vị thần linh, gia tiên, tiền tổ để bắt đầu lai dọn. Để bắt đầu lau dọn, sau khi tuần hương kết thúc, gia chủ sẽ tiến hành rút tỉa chân hương cho đến khi còn lại một số lẻ nhất định. Thường thì rút tỉa chân hương sẽ để lại khoảng 3, 5, 7 hoặc 9 chân hương trong bát hương, phần còn lại sẽ đem hóa thành tro rồi đổ xuống sông hoặc vùi vào gốc cây. Một số lưu ý cần quan tâm khi rút tỉa hóa chân hương đó là không được vứt chân nhang xuống thùng rác hay những nơi ô uế, tránh để phạm khi khấn xong gia chủ mới được lau dọn. Quá trình lau dọn nên chọn khăn mới, sạch sẽ, chổi mới, chuyên dùng và chuẩn bị nước sạch và khăn sạch. Cách thức tỉa chân nhang. Chuẩn bị. Bạn lưu ý dọn đồ dùng để tỉa chân nhang nên là đồ mới và sạch, hoặc là có thể vật dụng cũ nhưng phải chuyên dùng để phục vụ cho những công việc lau dọn ban thờ. Rượu gừng sạch. Mua rượu mới và dùng củ gừng mới, rửa sạch, giã nát, hòa vào rượu. Nước hoa. Không bắt buộc, một tờ báo, tấm vải sạch, hai khăn sạch, chậu nước sạch. Bước 1. Thắp hương, khấn xin tỉa chân nhang, xem bài khấn bên dưới. Chờ hương cháy hết rồi bắt đầu. Nếu bạn vừa tiễn ông công ông táo xong hương vẫn còn thì không cần thắp nữa, chỉ cần khấn xin tỉa chân nhang và chờ hương cháy hết thôi. Bước 2. Để tờ báo hoặc tấm vải sạch ở gần bát hương đựng chân nhang, một tay giữ bát hương, một tay nhẹ nhàng rút từng chân hương, khóm chân hương để lên tờ báo hoặc vải, cẩn thận để không làm tung tóe cho. Một số nhà còn kiêng không rút chân hương đầu tiên được thắp khi bốc bát hương. Bạn tỉa chân nhang cho đến khi còn lại một số lẻ, thường là 3, 5, 7, 9 chân nhang trong bát hương. Mang chân nhang đã tỉa để ra chỗ sạch sẽ và xử lý như bước 5. Lưu ý là trong khi tỉa chân nhang, nhiều nơi quan niệm rằng phải giữ cho bát nhang bất động, không bị xê dịch, xoay mặt đi hướng khác. Bước 3. Dùng một khăn thấm rượu gừng, một tay giữ bát nhang, một tay cẩn thận lau sạch sẽ, có thể thêm nước hoa vào khăn cho thơm. Bước 4. Sau khi tỉa chân nhang, lau bát hương, bạn có thể xin phép để rửa lại chén nước, chén rượu, bình hoa, lau đèn, đĩa hoặc là bày hoa quả. Đặt hết các đồ này vào chậu, mang rửa sạch sẽ và dùng khăn khô còn lại để lau, không lau chén nước, bạn có thể dùng nước sôi sạch để trắng. Bước 5. Mang chân nhang đi hóa thành tro, tro của chân nhang sau khi hóa cần được thả ở nơi nước sông, suối sạch sẽ, không có rác hay bị ô uế, không được bỏ tro vào thùng rác để chung với những vật ô uế không thanh tịnh. Một số lưu ý khi tiến hành rút tỉa chân hương. Trong quá trình bao sái bàn thờ, rút tỉa chân nhang, gia chủ cần đặt bát hương tại nơi sạch sẽ, không uế tạp. Đặc biệt là khi sắp xếp lại ban thờ thì gia chủ phải tiến hành khấn vái, xin phép và chỉ được di chuyển các đồ thờ cúng cơ bản, tuyệt đối không để bát nhang, bài vị xê dịch. Quá trình lau dọn dùng tay giữ để bát hương không bị xoay rồi sử dụng nước thơm để lại bát hương. Lưu ý quan điểm này chỉ đúng với một số vùng bởi vẫn có một số nơi di chuyển bát hương để lau chùi bình thường. Trong quá trình tỉa chân nhang, chúng ta cũng chỉ cần tiến hành kiểm tra xem trong bát hương đã có cốt thất bảo hay không. Nếu bát hương mà không có cốt thất bảo thì việc thờ cúng trở nên vô nghĩa, vậy nên ta phải nạp lại cốt thất bảo cho bát hương, quy trình như sau. 1. Chuẩn bị cốt trong bát hương. Bát hương được làm đúng pháp và phải có cốt thất bảo. Cốt bát hương có 7 thứ báu gọi là thất bảo, như vàng, bạc, ngọc, thủy phí, ngọc trai, mã não, san hô, hổ phách.
được bọc bởi một tờ giấy tráng kim dùng bút đỏ đã được làm phép chú bút, chú giấy, chú mực, ghi một số chữ do pháp sư hay thầy cúng ghi, chữ thiên do các vị thánh ngự ghế viết. Lưu ý, cẩn thận với các loại giấy trang kim giả, thất bảo giả bán sẵn hay cho bùa chú vào bát hương. Quý vị hãy liên hệ với thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy ở kênh Phong thủy Gia Cát để được tư vấn chính xác nhất. 2. Việc chuẩn bị cho. Trước đây các cụ thường lựa chọn loại rơm nếp được cắt và làm sạch sẽ, sau đó phơi khô để riêng. Trước khi đốt rơm nếp thành tro thì dùng rượu gừng vẩy lên để tẩy uế. Còn hiện nay, loại tro này được bán sẵn ngay tại các cửa hàng mã hoặc cửa hàng bán đồ thờ cúng. Hoặc dùng cho nấu nếp rất tốt bởi chấu bọc gạo là hạt ngọc của trời, nó thanh sạch và cao quý. Lưu ý là không được sử dụng cát vào trong bát hương bởi vì cát mang tính tà, có lẫn nhiều tạp chất. Vậy nên khi sử dụng cát để vào bát hương sẽ làm bát hương có lẫn những tà khí và không tốt. 3. Là tờ di hiệu. Tờ di hiệu là tờ giấy màu vàng dùng để ghi tên cho bát hương. Nhờ có tờ di hiệu mà biết được bát hương đó thờ ai. Chú ý khi ghi tờ di hiệu phải ghi đúng, tránh bị ghi ngược. 4. Là giấy trang kim. Giấy được tráng một lớp vàng dùng để gói thất bảo, bảo vệ thất bảo không bị cháy khi bát hương hóa cũng như lưu giữ linh khí của thất bảo, giúp bát hương được linh thiêng hơn. 5. Là ngũ vị hương. Là tổng hợp của những thảo mộc quý như quế, hồi, hoàng đàn, trầm, sử dụng để tẩy uế và làm cho bát hương thơm tho, sạch sẽ hơn. 6. Là gạo vàng thần tài. Sử dụng để kích tài và điều hòa ngũ hành cho bát hương, trong khi bốc bát hương và sử dụng trầm để xông giúp cho bát hương không bị hóa. 7. Là trầm. Sau khi bốc bát hương xong, sử dụng trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương, giúp bát hương sạch sẽ và thơm tho hơn trước khi làm lễ. Các bước chuẩn bị bốc bát hương thần linh, gia tiên vào dịp cuối năm hoặc khi nhập trạch vào nhà mới hoặc lập lại ban thờ. Sau khi chọn được ngày giờ đẹp để tiến hành nhập trạch hoặc bốc bát hương, lập lại ban thờ, chúng ta tiến hành bốc bát hương. Tại kênh của chúng tôi, ngày đẹp để bốc bát hương tôn cấp lập thờ sẽ được gửi cho gia chủ. Quy trình bốc bát hương như sau. 3. Quy trình bốc bát hương thần linh gia tiên cho ban thờ 3 bát hương. Trên ban thờ gia tiên thờ 3 bát hương bao gồm bát hương thần linh thổ công ở giữa, bát hương gia tiên bên trái theo hướng đứng cúng, bát hương bà cô ông mãnh bên phải theo hướng đứng cúng. Để bốc bát hương cho ban thờ 3 bát hương, ta bốc lần lượt các bát hương theo thứ tự sau. Đầu tiên bốc bát hương thần linh thổ công, tiếp đến bát hương gia tiên và cuối cùng là bát hương bà cô ông mãnh. Chi tiết bốc từng bát hương và ghi tờ di hiệu như sau. Với bát hương thần linh gia tiên ghi: phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần. Bát hương gia tiên: phụng thờ hội đồng gia tiên họ. Bát hương bà cô ông mãnh: phụng thờ hội đồng bà cô ông mãnh họ. Sau khi ghi tờ di hiệu, chúng ta tiến hành bốc bát hương. 1. Đầu tiên bốc bát hương thần linh thổ công. Chuẩn bị thất bảo. Trong gói thất bảo mà chúng tôi cung cấp bao gồm 2 tờ di hiệu, 1 tờ giấy trang kim, 1 tờ hướng dẫn sử dụng thất bảo và quy trình bốc bát hương đúng cách. Một gói thất bảo gồm có vàng thật, bạc thật, mã não, san hô đỏ, ngọc trai, hổ phách, ngọc phỉ thúy và chỉ ngũ sắc để điều hòa ngũ hành của bát hương. Trong bát hương không thể thiếu chỉ ngũ sắc và tiến hành bốc bát hương. Bát hương bà cô ông mãnh và gia tiên làm tương tự. Bước 1. Sàng tro. Chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và chúng tôi có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang màu gánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà chúng tôi gửi cho các bạn có kèm theo 2 tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, cộng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của chúng tôi đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 4, khi đã bao sái, tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên là chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương, khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây chấm lên xông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi chấm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông chấm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng, lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch. Nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà chúng tôi đã gửi kèm trong bộ thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Như vậy là quý vị và các bạn vừa theo dõi cách bốc lại bát hương thần linh Sa Tiên. Hai bát hương Sa Tiên và bà cô ông Mãnh cũng bốc tương tự như vậy. Quý vị cần lưu ý thứ tự bốc như sau. Bát hương thần linh trước, tiếp theo là bát hương Sa Tiên, sau cùng là bát hương bà cô ông Mãnh. Cần lưu ý viết tờ di hiệu theo hướng dẫn của thầy Gia Cát và chúng tôi chia sẻ để tránh nhầm lẫn giữa ba bát hương khi dâng lên ban thờ. Sau khi bốc xong ba bát hương, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ. 4. Dâng bát hương lên ban thờ Sa Tiên. Sau khi bốc xong ba bát hương, ta đặt lên bàn sạch có trải vải đỏ và tiến hành xông chầm. Bốc xong bát nào, xông luôn bát đó. Khi chầm cháy hết, ta lần lượt dâng bát hương lên ban thờ theo thứ tự như sau. Bát hương thần linh thổ công dâng lên trước, đặt ở chính giữa ban thờ, chỉnh cho mặt nguyệt bát hương cân đối, chúng ta tiến hành thắp 5 nén hương theo thứ tự. Que 1 ở giữa, que 2 ở phía sau bên phải, que 3 ở phía trước bên phải, que 4 ở phía sau bên trái, que 5 ở phía trước bên trái. Thứ tự cắm nhang như sơ đồ trên màn hình. Các bạn theo dõi và làm đúng nhé! Sau khi thắp hương bát hương thần linh, ta tiến hành dâng bát hương Sa Tiên. Bát hương Sa Tiên đặt bên phải bát hương thần linh thổ công theo hướng đứng cúng. Đặt bát hương xong, ta thắp hương tương tự như bát hương thần linh. Cuối cùng ta dâng bát hương bà cô ông Mãnh lên. Bát hương bà cô ông Mãnh ở bên trái theo hướng đứng cúng. Dâng lên xong, ta chỉnh cho ngay ngắn rồi tiến hành thắp hương như ở hai bát hương trước. Sau khi dâng đủ ba bát hương lên ban thờ, ta bắt đầu khấn lập và ăn vị bát hương theo hướng dẫn mà thầy Gia Cát cùng với kênh của chúng tôi gửi cho các bạn khi thỉnh thất bảo. Như vậy là chúng tôi vừa hướng dẫn quý vị và các bạn cách lau dọn ban thờ, tỉa chân nhang, cũng như việc bốc bát hương cho ban thờ Sa Tiên ngày 23 tháng Chạp. Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn có thêm đóng góp để chương trình ngày càng được hoàn thiện hơn. Trong quá trình quý vị bốc bát hương, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc lập ban thờ cúng, xem ngày giờ bốc bát hương cát lành nhất, thỉnh thất bảo ở đâu và rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc bốc bát hương cũng như việc thờ cúng. Quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ với thầy Gia Cát cùng với kênh Phong Thủy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hy vọng là qua video này, thầy Gia Cát sẽ chia sẻ quý vị và các bạn phần nào yên tâm hơn trong việc bốc bát hương cũng như nắm được những nguyên tắc thờ cúng cơ bản để không bị phạm vào những đại kỵ trong tâm linh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.